Sao các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thế Giới Xe Bán Nhập Khẩu, mình là Thùy Trang. Thì hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một dòng xe cũng khá là quen thuộc với anh em chơi chiếc xe, những cái thích chiếc xe thể thao hoặc là những chiếc xe mà có thể độ lên được nhiều rồi ha. Đó là dòng xe Mio. Thì Mio này là Mio M3 nha các bạn. Thì dòng xe này là nó nhập khẩu là dòng xe của Yamaha nhưng mà là xe nhập khẩu của Indo. Về dòng xe Mio này á, thì nó đang có một cái phân khúc mức giá rất là tốt, cũng như là đang có một cái thiết kế cũng rất là bắt mắt. Thì hôm nay mình cùng nhau đi thử xem là giá xe hiện tại của Mio đang là bao nhiêu trong tháng 9 này. Ngoài ra thì Mio có điểm gì đáng nên mua nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn có thể quan sát một lượt qua chiếc xe của mình. Thì Mio là một mẫu xe tay ga thiết kế nhỏ nhắn. Đầu tiên là phải là nhỏ nhắn ha. Mio rất là nhỏ và những cái chi tiết trên xe Mio thì nó khá là góc cạnh và nó tạo cho một cái Mio chiếc xe của chúng ta một cảm giác rất là thể thao, năng động và cá tính. Xe Mio của mình thì hiện tại là nó vẫn đang sử dụng bóng đèn halogen nha các bạn. Nó chưa có sử dụng qua bóng đèn LED, bóng đèn halogen trước và xi nhan có cốt pha thì đều là halogen hết. Với một cái thiết kế rất là nhiều điểm góc cạnh, thì theo như đánh giá nếu như cái dòng Mio này của chúng ta mà bớt cái sự góc cạnh đi một chút khoảng 20-30% thôi thì nó có thể là nó sẽ mềm mại hơn và nhìn nó bắt mắt hơn. Thì dòng xe Mio hiện tại của chúng ta thì nó có biểu tượng bút nhọn và rất là góc cạnh ha. Xe của mình thì đã được sử dụng là hệ thống phanh đĩa cũng như là bánh xe, lớp xe khá là nhỏ để cho phù hợp cho với giá xe của mình. Ở đặc điểm trong Mio M3 này thì nó có thiết kế cái dạng lọc gió, ở đây thì các bạn cũng có quan sát rồi ha, thì nó có những cái khe gió tạo điểm nhấn cho chiếc xe của mình. Mio thì nó đang là sử dụng cái mặt đồng hồ cơ, về mặt đồng hồ của nó thì nhìn rất là thể thao và bắt mắt luôn với cái dòng xe tay ga, nhưng mà nó vẫn giữ hết tất cả là nét truyền thống và nó không có LCD giống như cái dòng khác ha. Nó có thể hiện cho chúng ta eco nè, rồi xăng, rồi những cái cơ bản và thông số kỹ thuật cho mình. Xe về xe Mio thì nó đang sử dụng cho mình là khóa chìa nha các bạn. Khóa chìa lúc nào nó cũng sẽ có đi theo hai chìa để cho chúng ta có thể thay đổi cũng như là khóa dự phòng. Và ở đây thì nó sẽ có khóa an toàn cho mình, và khóa này là ổ khóa 4-1 mở cốp, khóa cổ, khóa yên, rồi khóa an toàn chống mở trộm ha. Cái hộp này là để tạo điểm nhấn, hộp đựng đồ rất là nhỏ. Và sàn để chân cũng khá là nhỏ ha. Với dòng xe Mio này thì nó đã bị lược bỏ công tắc đèn rồi. Có nghĩa là với dòng xe Mio này thì mình cũng sẽ không có, mình sẽ mở đèn xuyên suốt khi mình khởi động máy luôn nha. Xe này của chúng ta cũng không có công tắc đèn nữa nha các bạn. Vì công tắc đèn là đã được loại bỏ hết rồi. Nào, cho các bạn xem sơ qua về dán xe. Đây là đồ nghề trong xe cũng như là gương, ok ha, bình xăng là bình xăng trong. Trong xe là nhập khẩu nên là số khung của nó sẽ là MH nha các bạn. Đó, nên là dòng xe nhập khẩu nên số khung sẽ là MH. Xe Mio thì nó sẽ có những cái màu cơ bản như là màu đen nè, màu trắng, màu vàng chanh nè, màu xanh trắng nè, màu đỏ đen. Thì đây là màu vàng tươi. Màu vàng tươi này là cái màu mà bên Trang đã lên màu 3D cho xe rồi, và có lên cả tem cho xe luôn. Đó, với chiếc xe này á, thì cái điểm nổi bật của nó một phần đi trong một phần ở trên chiếc xe này đó chính là cái phần tay dắt. Không biết các bạn có thấy không, chứ Trang thấy cái phần tay dắt là nó tạo kiểu cách rất là dễ thương và có cái biểu tượng hình chữ M này, các bạn thấy không, là Mio đúng không? Nó là khá là chắc chắn nữa để cho chúng ta có thể cầm nắm dây dắt xe cho mình. Với chiếc xe của chúng ta thì nó đang sở hữu một khối động cơ là 125 và là mát bằng không khí. Thì cái việc mà xe này thì nếu như để mà so sánh trên thị trường thì nó có thể đánh ngang tầm với dòng xe Vision luôn. Nhưng mà một điều lợi thế của nhà Yamaha là dòng xe của Yamaha rất là tiết kiệm xăng. Máy của nhà Yamaha chạy cũng rất là tốt về độ rung nồi hay là về cái độ bền đó, thì Trang cảm thấy là về Yamaha thì nó có độ nhỉnh hơn một chút xíu. Và ngoài ra về mức tầm giá hiện tại bây giờ á, với dòng xe Vision bây giờ thì từ 30 trở lên thì các bạn mới sở hữu được một chiếc em Vision đúng không? Thì với dòng Yamaha này, dòng xe Mio này chỉ từ 27 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu một em Mio, một chức năng rất là nhiều cũng như là có thể phải có hệ thống BlueCore nè, động cơ mạnh mẽ nè, và kiểu dáng rất là thon gọn nhỏ, cái nhánh xinh xắn. Xe này của chúng ta thì nó đang sử dụng là một phuộc thôi. Xe sử dụng một phuộc thì một phuộc đơn. Bên Trang thì cái chiếc này Trang quay lên cho các bạn thì cái phuộc của nó là Trang đã lên phuộc XMOS rồi. Thì khi lên phuộc XMOS thì bên Trang vẫn có sử dụng trả lại trực phuộc zin bình thường cho khách hàng ha. Với dòng xe này của mình á, thì cái
Trang thấy có nhiều anh chạy rồi, tại vì Mio này nó cũng không phải là mới ra gần đây. Thì khách hàng của Trang quay lại review cho Trang á, thì cái dòng xe Mio này của mình thì cái khoảng thời gian đầu tiên anh em chạy á, thì đa phần là nó sẽ gặp vài lỗi ở trên của dòng Yamaha luôn, là cái phần đầu của nó sẽ hơi rung đúng không ạ? À? Hơi rung. Nhưng mà nếu như anh em để ý, anh em chạy với bình thường, anh em không cần phải can thiệp gì nhé. Anh em chạy bình thường trong khoảng tầm 1.000 km đổ đi, thì cái tự nhiên cái máy của chúng ta lại đầm hơn và cái phần đầu này cũng không còn rung nữa. Đó. Và nó sẽ chạy kiểu như là cái xe của mình sẽ chắc chắn và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Cũng như là cái việc mà vận hành tốc độ lên của dòng Mio này, cái việc tốc các bạn khi lên ga cực kỳ nhẹ luôn. Như Trang đã chạy thử chiếc xe này rồi, và Trang thì Trang nặng 48 kg ha, thì khi Trang lên chiếc xe này Trang chạy á, thì cái việc mà chúng ta không có chở nặng quá và đi một mình á, thì cái việc mà chúng ta đi cực kỳ lướt luôn, rất là nhẹ, rất là nhanh, rất là êm với dòng xe Mio này của mình. Và cái thiết kế cũng như là chiều cao tân xứng phù hợp với người phụ nữ Đông Nam Á của mình luôn. Chúng ta đi cái dòng xe này lên, chị em cứ yên tâm là chúng ta dáng rất đẹp, chỗ ngồi thoải mái, nhỏ nhắn và rất là xinh xắn ha. Với dòng xe Mio này của mình á, thì ngoài những cái việc mà kiểu dáng này và thiết kế các thứ, mọi thứ rất là ok rồi, thì cái giá thành của nó hiện tại bây giờ đang rất là tốt luôn. Với dòng xe Mio này trước khi mà nó ra mắt bên thị trường đó, thì nó cũng dao động trong khoảng tổng 30 mấy triệu, thì hiện tại bây giờ đó, nó đã xuống giá rồi, nó đã về giá một cái giá mức giá rất đẹp, chỉ từ 27 củ thôi. Các bạn đã có thể sở hữu một em Mio rồi. Ngoài ra trong thời gian này các bạn mua xe tại cửa hàng, các bạn liên hệ trước, các bạn còn được hỗ trợ tặng thêm phần quà trị giá 500.000 đồng. Đó, rất là nhiều ưu đãi cho các bạn để các bạn có thể có những cái sự lựa chọn tốt hơn, hoặc là có những cái quyết định đúng đắn trong cái tương lai này của mình. Về xe Mio hay là những cái dòng xe khác, về bên Trang vẫn có nhận lên đồ chơi xe cho các bạn nè, lên một sân 3D cho các bạn nè, ba biển số toàn quốc cho các bạn luôn, có ship xe về tận nhà. Ngoài ra trong thời gian này các bạn mua xe tại xe máy Hà Đặng sẽ được tham gia vòng quay may mắn lên đến 5 triệu đồng. Rất là nhiều phần quà ưu đãi dành cho tất cả mọi người, hãy đến với cửa hàng xe máy Hà Đặng để chúng ta trải nghiệm. Tại vì xe Mio hiện tại nó cũng là số lượng có hạn thôi các bạn, xe Mio này cũng có hầu như trên thị trường chúng ta cũng không còn nhiều lắm đâu. Ngoài ra nữa là với căn cước công dân và trả trước từ 3 triệu đồng trở lên là các bạn đã có thể lên hồ sơ xe rồi nhé. Có biết thông tin chi tiết các bạn cứ để lại số hotline tin nhắn hoặc là liên hệ qua số hotline, nhân viên bên Trang sẽ tư vấn cho các bạn cũng như là lên hồ sơ hữu cho các bạn để các bạn có thể biết là số tiền trả góp hàng tháng bao nhiêu. Và tất cả những cái điều các bạn mong muốn hoặc là muốn ship xe về tận nhà cho các bạn luôn thì bên Trang vẫn có thể hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.